Cô xin chào tất cả các em. Tiết toán này chúng ta cùng học bài toán tìm một thừa số của phép nhân. Các con đã nghe rõ. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng nghe nội dung bài học ngày hôm nay. 1. Nhận biết được thừa số tích và biết cách tìm một thừa số chưa biết trong các bài tập. 2. Biết giải bài toán có một phép tính chia. Cô mời các con cùng bước vào bài học mới. Các em hãy quan sát trên màn hình, cô có 3 chuồng gà. Mỗi chuồng cô nhốt 2 con gà. Vậy cô có bao nhiêu con gà tất cả? Các con cùng nêu phép tính cho cô nhé. Đúng rồi, ta sẽ thực hiện bằng phép tính nhân là lấy 2 x 3 bằng 6. Bởi vì 2 con gà được xuất hiện 3 lần cho nên ta sẽ tính được là 6 con gà, đúng không nào? Chúng ta đã học tên gọi các thành phần trong phép tính nhân. Vậy bạn nào còn nhớ hãy giúp cô nhắc lại. 2 x 3 bằng 6 thì các số 2, 3 và 6 trong phép tính nhân này được gọi là gì nào? Rồi, trong phép tính nhân này thì 2 được gọi là thừa số, 3 cũng gọi là thừa số, và kết quả của hai thừa số thì ta gọi là tích, nên 6 là tích, đúng không nào? Chúng ta vừa nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính nhân. Vậy bây giờ bạn nào cho cô biết từ phép tính nhân này ta lập được mấy phép tính chia tương ứng? Đúng rồi, từ phép tính nhân này ta lập được hai phép tính chia tương ứng như sau. Phép chia thứ nhất, ta lấy tích là 6. Ta chia cho thừa số thứ nhất là 2. Thì ta sẽ được kết quả là thừa số thứ 2. Và ngược lại, ta lấy tích chia cho thừa số thứ 2 thì ta sẽ có kết quả chính là thừa số thứ nhất, đúng không nào? Qua ba phép tính này, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Vậy bây giờ cô và các con chúng ta sẽ tiếp tục sang bài toán của cô và xem theo dõi bài toán của cô như thế nào. Mời các con chúng ta cùng quan sát. Cô có phép tính x nhân 2 bằng 8. Các con hãy quan sát và cho cô biết x trong phép tính nhân này 2 và 8 được gọi là gì nào? Chúng ta thấy x trong phép tính nhân này được gọi là thừa số. Nhưng thừa số này đã biết chưa? X là một thừa số chưa biết. Vì vậy nó được thay thế bằng một chữ x bí ẩn mà chúng ta cần phải đi tìm xem nó là con số nào nhé. 2 được gọi là thừa số, nhưng thừa số này đã biết. 8 gọi là tích. Bây giờ muốn tìm thừa số chưa biết này, các con hãy vận dụng vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Cô mời các con chúng ta cùng chú ý và nghe cô hướng dẫn cách tìm thừa số chưa biết này như sau. Mời các con chú ý, chúng ta sẽ viết được phép tính x bằng 8 chia 2. X là thừa số thứ nhất chưa biết, cho nên ta sẽ lấy tích là 8. Ta chia cho thừa số đã biết là 2, thì ta sẽ tính được x bằng 4. Và 4 chính là thừa số mà chúng ta đang đi tìm. Bây giờ chúng ta thử vào thay thế chữ x bằng số 4 này. Chúng ta xem 4 x 2 phải bằng 8 không nào? 4 x 2 chính là bằng 8. Do đó x bằng 4 là chính xác. Vậy qua bài này các con cần chú ý thực hiện cho cô. Chúng ta tìm thừa số chưa biết, chúng ta sẽ thực hiện hai bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ lập phép tính tìm thừa số, và bước thứ hai chúng ta sẽ ghi kết quả của thừa số, được chưa nào? Và khi trình bày các con lưu ý ba dấu bằng này phải thẳng hàng với nhau, các con nhớ nhé. Vậy các con đã nắm được cách tìm của thừa số chưa biết rồi.
Bây giờ cô có bài toán tiếp theo. 3 nhân x bằng 15. Với bài này, cô mời các con hãy lấy nháp và chúng ta cùng thực hiện. Trước khi thực hiện thì các con hãy nắm được trong bài phép tính này, 3 được gọi là gì? 3 được gọi là thừa số đã biết, x được gọi là thừa số chưa biết và 15 này là tích. Bây giờ mời các con hãy lấy nháp, chúng ta thực hiện trong vòng 1 phút. Mời các con bắt đầu. Các con đã làm xong rồi. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng so với bài làm của cô nhé. Ở đây ta sẽ ghi được x bằng 15 chia 3 và tính được x bằng 5. Bây giờ ta thấy x là thừa số và ta tìm được là chữ số 5. Bây giờ ta sẽ thay số 5 vào chữ x xem có đúng 3 x 5 bằng 15 không các con. Chính xác, 3 x 5 chính là bằng 15 đúng không nào? Như vậy x bằng 5 là đáp án chính xác. Qua hai ví dụ cô và các con chúng ta vừa thực hiện, bạn nào đã rút ra cho mình được quy tắc muốn tìm một thừa số chưa biết thì ta làm thế nào? Ta đã rút được ra được quy tắc rồi đúng không nào? Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta chỉ việc lấy tích chia cho thừa số kia. Các con hãy nhắc lại cùng cô. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Cô mời các con hãy đọc thầm lại quy tắc này một lần nữa để vận dụng làm vào các bài tập. Các con đã nắm được quy tắc rồi, mời các con chúng ta cùng thực hiện những bài tập sau. Các con đã nắm được quy tắc tìm thừa số chưa biết rồi đúng không nào? Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng bước sang phần bài tập. Bài 1 tính nhẩm. Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện 3 cột của phép tính và chúng ta vận dụng vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia để chúng ta tính thật nhanh các con nhé. Các con đã nắm được cách làm của bài 1. Bây giờ cô mời các con cùng bước qua bài tập số 2. Bài 2 tìm x. Bài này hôm chúng ta sẽ thực hiện 3 bài, bài A, bài B và bài C. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta cùng nhau thực hiện bài A, x nhân 2 bằng 4. Chúng ta quan sát thấy x là thừa số chưa biết, 2 là thừa số đã biết, 4 là tích. Vậy muốn tìm thừa số trong cái chưa biết trong bài này thì chúng ta phải vận dụng quy tắc tìm thừa số chưa biết bằng cách ta sẽ lấy tích là 4, ta chia cho thừa số đã biết là 2 thì ta viết được x bằng 4 nhân 2 và ta tính ra được x bằng 2. Để kiểm tra cho chắc chắn xem x bằng 2 là chính xác hay không, chúng ta sẽ thay số 2 vào chữ x. Chúng ta sẽ lấy 2 nhân 2 bằng 4. Như vậy x bằng 2 là chính xác đúng không nào? Và tương tự như vậy với bài B, 2 nhân x bằng 12 và bài C, 3 nhân x bằng 27. Chúng ta sẽ thực hiện vào phía bài tập cho cô. Và khi trình bày những bài tìm x này, các con lưu ý cho cô 3 dấu bằng phải thẳng hàng với nhau. Các con rõ chưa nào? Và tiếp tục như vậy, cô mời các con chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Bài 3, đây là bài toán giải, vì vậy chúng ta cần phải đọc kỹ đề bài để tìm hiểu bài toán. Cô mời các con cùng lắng nghe và đọc thầm theo cô. Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh, hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học? Các con hãy đọc kỹ lại bài toán một lần nữa và cho cô biết xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì nhé các con. Sau đây cô và các con chúng ta sẽ tìm hiểu bài toán và cùng thực hiện tóm tắt như sau. Trong bài này cho biết có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh thì ta sẽ tóm tắt như sau: 2 học sinh, 1 bàn. Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học? Có nghĩa là ta sẽ đi tính tìm xem 20 học sinh cần bao nhiêu cái bàn, đúng không nào? Qua phần tìm hiểu bài và tóm tắt của cô tin các con sẽ
đã hiểu bài cách giải và sẽ giải thật nhanh và chính xác để sớm nộp bài lại cho cô. Qua bài học ngày hôm nay, cô và các con đã tìm hiểu và rút ra được quy tắc tìm thừa số trong phép tính nhân. Vậy bây giờ cô nhắc lại, chúng ta cùng nhớ lại quy tắc. Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các con hãy về nhà học thật thuộc quy tắc này và vận dụng làm bài thật nhanh các con nhé. Cô mong các con sẽ ôn bài và làm bài thật tốt. Và phần nào mà chưa hiểu thì các con có thể phản hồi qua Zalo cho cô. Và cô rất mong sớm nhận bài của các con. Chúc các con luôn vui khỏe và học tập tốt. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe bài học của cô. Hẹn gặp lại các con trong tiết học lần sau.